Công an thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ khẩn cấp 7 đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Đáng chú ý là nguyên nhân xuất phát từ chuyện hai học sinh đánh nhau. Theo điều tra ban đầu, trước đó do hai nữ sinh lớp 10 có mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau nên phụ huynh của hai sinh hai nữ sinh này là Đoàn Thanh Tùng 38 tuổi gọi điện thoại cho Văn Thành Bon 48 tuổi cùng ngụ phường Quả Lợi thị xã Bến Cát để nói chuyện giờ rồi tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Tùng đã gọi điện thoại rủ thêm nhiều đối tượng mang theo hung khí tới nhà của Bon khi cả nhóm kéo tới nhà của Bon thì bất ngờ công an phường Quà Lợi có mặt để khống chế. Công an đã thu giữ nhiều hung khí trên xe ô tô của Tùng, công an còn tìm thấy một khẩu súng và 6 viên đạn. Công an thị xã Bến Cát đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ Tùng cùng với 6 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.